quang Phật cái đèn led này là kích thước của nó là 1 mét ha, chất liệu alu. Thì giờ mình sẽ mở cái mặt sau nó ra cho cả nhà mình tham khảo thử ở bên trong nó là bao gồm những chi tiết gì ha, nó được làm như thế nào, cấu tạo của nó như thế nào ha. Rồi, xin chào cả nhà đang xem video trên kênh Không Tranh Phượng Hoàng á. Hôm nay giới thiệu cho cả nhà mình một cái mẫu hào quang Phật có đèn led. Thì cái đèn hào quang Phật có đèn led này là kích thước của nó là 1 mét nha cả nhà ha. Mình mới vừa hoàn thiện cho khách và đang test đèn. Sẵn đây mình sẽ review bên trong của cái hào quang này nó bao gồm những chi tiết gì cho cả nhà mình tham khảo á. Thì cái này chất liệu của nó là toàn bộ là alu ha. À, còn mấy cái chữ này nè là bằng mica và mình cho đèn rọi phía sau ở trên ha. Cái này thì mình làm theo yêu cầu của khách là cái chữ bảng này là mình không làm mica bình thường như mấy cái video trước nữa, mà nó sẽ là xả bóng ha, toàn bộ xả bóng nổi lên trên. Cái chữ vạn viền này cũng không làm mica nữa mà mình xả bóng toàn bộ hết. Thì cái đèn này là đèn hào quang Phật có đèn led này là kích thước của nó là 1 mét ha, chất liệu alu. Thì giờ mình sẽ mở cái mặt sau nó ra cho cả nhà mình tham khảo thử ở bên trong nó là bao gồm những chi tiết gì ha, nó được làm như thế nào, cấu tạo của nó như thế nào ha. Thì cái này là mặt sau của cái đèn hào quang Phật có đèn led này hả cả nhà, toàn bộ phía sau cũng là mặt alu luôn ha. Thì mình sẽ mở vít ra rồi mở cái ốp mặt sau ra cho cả nhà xem chi tiết của cái hào quang Phật nó như thế nào ha. Rồi, sau khi mở cái ốp lưng phía sau của cái hào quang Phật đèn led này thì bây giờ mình sẽ review từng cái cho cả nhà mình tham khảo nữa, biết được cái hào quang Phật đèn led này nó có cấu tạo như thế nào ha. Đấy, đó là cái dòng hào quang này, mình này cũng là alu luôn ha. Thì ở trong mình sẽ đi thêm một cái đường chỉ giấy phôm này, đi thêm một đường chỉ giấy phôm để chích ròn dưới này để nước nó không vào ha. Đấy, kề thêm một cái đường giấy phôm format nữa. Đấy, bên ngoài này là alu nè, và bên mình sẽ bao thêm một cái đường viền giấy phôm nữa đỡ khi mà treo ngoài trời thì nó sẽ không vào ha, ổn định thời gian. Rồi tiếp theo là cái nguồn. Đây, cái nguồn này thông số của nó là 12V và 33,3A ha. Này có cái quạt tải nhiệt này, ổn định, nó không bị nóng cho cái nguồn này nó tải ha. Cái nguồn này 33,3 này nó sẽ tải đủ dư tải so với số lượng bóng như thế này ha. Cái này là hào quang 1 mét, hào quang Phật 1 mét ha. Đây, cái lúc như lúc đầu video đầu mình vô mình quay cho cả nhà xem á, thì cái đây là cái chữ vạn này, chữ vạn viền này ha, xà bóng này thì sử dụng led đùi như thế này. Đấy, led này giờ nó không thông dụng và độ bền nó cao cả nhà ha. Led đùi. Đấy, hai cái viền vàng này mình cũng làm led đùi hết nè. Rồi, tiếp theo để gia cố thêm cái hào quang này nó chắc chắn hơn, và khi mà treo lên thì mình sẽ gia cố thêm một cái cây sắt ha cả nhà. Đấy, cây sắt và bắt thêm một cái móc treo như thế này. Đấy,
như thế này thì nó sẽ so với mất cái hào quang lớn thì mình sẽ làm thêm một cái sắc như thế này, hay cả lớn nữa thì mình sẽ thêm một cây ngang như thế này ha, nó sẽ cứng cáp so với khi mà mình treo lên trên sau hào quang ha. Để cái này khoảng 1 mét thì mình làm một cây là đủ rồi. Đấy, cái đây là cái đầu dưới của nó này, bát ốc ha. Xong rồi lên trên này mình sẽ bán thêm móc và gia cố thêm cái sắt này cho nó cứng cáp vào cái mặt alu. Đấy, đây là cái hàng chữ Nam Mô Di Đà Phật này. Và mình sẽ đi lết lết dây ha. Đây, cái dây màu đỏ ha. Rồi tiếp theo quay cái mạch 64 tia cho cả nhà xem. Đây, đây là mạch hào quang 12V ha. Nói chung là xài hào quang 12V này thì thời gian thì nó sẽ không có bị cháy bóng đâu cả nhà ha. Là trường hợp mà nếu mà nó có bị gì thì nó chỉ bị cái nguồn này thôi, cái nguồn thì mình có thể thay thế được, mình chỉ cần thay thế cái nguồn này là được, còn đa phần là bóng nó sẽ không bị cháy. 12V thì độ bền cực kỳ cao theo năm tháng ha. Rồi ở trong cái chữ cái tâm hào quang Phật này nè, cái tâm hào quang Phật này thì cái chữ vạn là như lúc đầu mình có chia sẻ là mình cũng không có làm mica theo ý khách ha, tại vì khách thích xà bóng. Cái chữ vạn này thì mình vẫn làm led rùi như thế này ha. Đấy, độ bền của mấy cái led này thì đa phần đây thị trường làm rất là bền ha, nhưng mà cái điều quảng cáo thì nó sử dụng mấy cái bóng dạng này cả nhà, nên độ bền rất là cao. Đấy, còn phía ngoài viền là mình sẽ gia cố thêm mấy cái format ha, format Ali hoặc Bali, mình sẽ đỡ bắn cái mặt sâu lên á cho nó cứng cáp ha, rất là cứng cả nhà ha. Đấy, rồi ta mình sẽ đi ra cái dây một cái dây nguồn nè, mình cắm cho cả nhà tham khảo ha. Dây nguồn này có thêm mũi công tắc ha, khi mình đấu vô thì mình có thể tắt bật theo nhu cầu ha. Này mình cắm điện ha. Rồi này sáng này, ví dụ cái này là công tắc bật mở nè. Đấy, rồi hào quang này 64 tia cả nhà ha, 1 mét 64 tia. Mình quay cận mấy cái tia hào quang, cái bóng tia hào quang cho cả nhà tham khảo. Đấy, thì đây là toàn bộ cái mặt sâu, cái bên trong của cái hào quang Phật ha, nó được cấu tạo như thế này. Đấy, trước khi gửi tới quý khách thì mình sẽ test rồi mình kiểm tra lại ha, các chân bóng nè, chân bóng bị rớt không, mối hàng nó bị rớt không, thì mình sẽ kiểm tra lại hết và bắt đầu mở đóng gói và gửi cho khách. Đấy, cái sách này gia cố kiểu này rất là cứng cả nhà, cứng cáp ha, mình không sử dụng sắt hàng kia ha. Cây này thì nó sẽ đẹp và có thẩm mỹ hơn. Đấy, cái sắt này thì mình sẽ đắt cái ốc luôn nè, đắt thành đắt cái móc treo luôn cho khách này. Rồi đó là toàn bộ cái bên trong của cái hào quang Phật có đèn led. Cả nhà có nhu cầu đặt hào quang Phật, hào quang tượng Phật, hào quang chùa hoặc là
gia chủ, bên mình có thiết kế theo yêu cầu ha. À, có thể các bạn trực tiếp vào cái số Zalo góc bên này ha, mình bên mình gửi mẫu, bên mình tư vấn đẹp cái mẫu nào, size nào, hay thiết kế theo yêu cầu. Toàn bộ các mẫu mà có trên thị trường hiện giờ thì bên mình đều làm và gia công được hết ha, hoặc là có thể tham khảo mẫu bên xưởng. Nếu mà có nhu cầu thì có thể anh chị cô chú và nhà chùa có thể kết bạn Zalo số này để mình gửi mẫu và tư vấn size kích thước cho cả nhà mình tham khảo ha. Rồi cả nhà muốn tham khảo mẫu thêm thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả ha, dưới phần mô tả, phần bình luận ha. Cả nhà có thể click vào và tham khảo thêm các video bên xưởng đã làm hậu quan cho khách, hoặc là có thể click vào cái tab đang chạy ra hiện cho bên góc bên này nè, đó nó đang chạy ra đó, thì có thể click vào và tham khảo thêm các mẫu ở bên xưởng. Đây là cái nguồn của cái hào quang này nè, nó có cái quạt, khi mà cắm vô nó sẽ chạy ha. À, mình tắt mở lại cho cả nhà xem. Đấy, cái quạt này nó tải nhiệt cho cái nguồn này, nó rất là mát ha, sử dụng thời gian lâu và cả đốt liên tục 24/24 nhưng nó vẫn không có thao bị, không có bị nóng làm hư cái nguồn này ha, nên là độ bền rất là cao. Cả nhà có nhu cầu có thể liên hệ mình trực tiếp số điện thoại này hay cả Zalo số này ha. Rồi chào cả nhà đã xem video của mình, cả nhà thấy video hữu ích thì nhớ đăng ký kênh và cho mình một like hay cả bình luận ha. Rồi xin chào cả nhà.